chào tất cả các bạn. Du học Mỹ ngành xây dựng thì được khá nhiều học sinh, sinh viên quan tâm. Nhưng điều kiện đầu vào, chương trình cử nhân của các trường đại học tại Mỹ lại khá khắt khe. Nhưng các bạn cũng đừng vội nản lòng mà từ bỏ ước mơ. Vì hiện nay, tại Singapore, ngành xây dựng chuyển tiếp Mỹ đang là chương trình mới của Học viện Quản lý Nam Giang, nhằm giúp cho các bạn học sinh có ý định đi du học Mỹ được thực hiện dễ dàng hơn. Các bạn có thể tham gia ngay tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Nam Giang, đa dạng chương trình, chi phí hợp lý. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, ngày 2 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2017, sáng 9 giờ tới 11 giờ và chiều 15 giờ tới 17 giờ. Địa điểm: văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Đăng ký ngay tại số điện thoại 028 38 48 479, 028 38 38 2080, 0996100588, 0996277629. Nói đến ngành học xây dựng thì Học viện Quản lý Nam Giang là trường đầu tiên và duy nhất tại Singapore đào tạo ngành xây dựng. Và điều đặc biệt, khi bạn du học Singapore ngành xây dựng tại Học viện Quản lý Nam Giang, bạn sẽ có cơ hội chuyển tiếp sang Mỹ dễ dàng bởi trường có sự hợp tác cùng trường đại học Trent University Mỹ. Quá trình hoàn thành con đường du học Singapore ngành xây dựng để có cơ hội chuyển tiếp Mỹ tại trường Nam Giang cho bạn có 2 bước. Đầu tiên, hoàn tất chương trình cao đẳng kỹ sư xây dựng tại Học viện Quản lý Nam Giang, Singapore trong 2 năm. Sau đó chuyển tiếp sang Mỹ học chương trình kỹ sư dân dụng, học về xây dựng cầu đường, công trình công cộng, thủy điện trong 1 năm tại trường Đại học Trent, Mỹ. Trường Trent University là một trong những trường đại học tốt nhất ở Trung Tây Hoa Kỳ. Trên 1.000 công ty, doanh nghiệp, tổ chức công nhận bằng cấp Trent University. Trong nhiều năm qua, trường đã có 90-100% sinh viên sau khi hoàn thành các khóa học tại trường đã có những vị trí tốt với mức lương khởi điểm khá cao. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về du học Singapore ngành xây dựng để có cơ hội chuyển tiếp sang Mỹ tại Học viện Nam Giang, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, theo địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, với số điện thoại 028 38 48 479, hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028 38 38 2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.